Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Viết Thắng, chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn đóng gói của đóng gói tiết kiệm.vn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị cuộn xốp bọc khí bọc hàng giảm chấn chống va đập khổ 40 cm. Đây là cuộn xốp bọc hàng bóng xốp bóng khí bọc hàng khổ 40 cm, có chiều dài 100 m. 40 cm là bề ngang của cuộn xốp, có nghĩa là chiều cao của cuộn xốp, và chiều dài của cuộn xốp là 100 m. Anh chị em lưu ý là chiều ngang của cuộn xốp là 40 cm. Tôi đo bằng găng tay này. Đấy. Cuộn xốp bóng khí bọc hàng này có thể sử dụng để đóng gói rất nhiều các loại sản phẩm khác nhau. Và anh chị em có thể đóng gói như là các cái mặt hàng trong cái lĩnh vực như là đồ thủ công mỹ nghệ này, đồ gia dụng này, hóa mỹ phẩm này, thực phẩm chức năng này, và các đồ cơ kim khí. Rất nhiều các cái mặt hàng mà cần đến việc sử dụng cái xốp bóng khí này để đảm bảo cho hàng hóa được an toàn trong quá trình vận chuyển và lưu kho, thì anh chị em có thể sở hữu cho mình cuộn xốp bóng khí này thông qua việc liên hệ với đóng gói tiết kiệm.vn, tổng đài 0839575757. Các bạn có thể được báo giá ngay ngày hôm nay, giá vô cùng tốt tại Hà Nội, và chúng tôi luôn luôn sẵn hàng, có thể giao ngay, giá vô cùng tốt. Anh chị em có thể vui lòng liên hệ với đóng gói tiết kiệm.vn thông qua tổng đài 0839575757. Xin cảm ơn.